Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Hãng thông tấn TASS đưa tin, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đưa ra tối hậu thư đối với Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể có tên viết tắt là CSTO do Nga dẫn đầu. Ông tuyên bố Armenia sẽ rút khỏi CSTO trừ phi khối an ninh này nêu chi tiết được cam kết theo cách mà Yerevan thấy thỏa đáng. Tuy nhiên, hiện ông Pashinyan chưa đưa ra thời hạn để CSTO phải có câu trả lời. Động thái này của Armenia được xem là một bước gia tăng căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ giữa Armenia-Nga và Armenia-CSTO. Theo đánh giá của chuyên gia, các động thái của Armenia như một cái tát công khai vào Moscow. Viện nghiên cứu chiến tranh có tên viết tắt là IFV, trụ sở tại Washington cho rằng Điện Kremlin có thể đang chuẩn bị một phản ứng gay gắt nhắm vào Armenia và Thủ tướng Pashinyan có thể phải đón nhận những hệ lụy đáng kể. Nhận định này có phần được củng cố sau cảnh báo nghiêm khắc của Bộ Ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết nước Nga đang cảm thấy báo động trước những lời lẽ xúc phạm và tối hậu thư mà giới lãnh đạo chính trị Armenia đang nhằm vào Moscow. Để cứu vãn tình hình, Nga khuyên Yerevan nên sử dụng các kênh liên lạc thích hợp. Bà Zakharova cũng lưu ý rằng Nga không phản đối quyền của bất cứ quốc gia nào trong việc xác định chính sách đối ngoại của mình dựa trên lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, hành vi của Armenia là không đúng mực. Đề cập tới việc chính quyền Armenia yêu cầu Nga rút lực lượng biên phòng tại sân bay Zvanot ở thủ đô Yerevan, bà Zakharova khẳng định mọi quyết định liên quan sẽ phải được phía Nga đưa ra sau cuộc đàm phán liên bộ trưởng. Theo tổng biên tập tờ Jam News, bà Mararita Akhipdani, các biện pháp trả đũa trước của Nga có thể nhắm vào kinh tế, bởi ở khía cạnh này, Armenia phụ thuộc rất lớn vào Moscow. Tuy nhiên, Nga khó mà trừng phạt triệt để Armenia bởi Moscow vốn đã cắt đứt quan hệ với EU, có lẽ sẽ không muốn lãng phí các thị trường lân cận còn lại. Trong khi đó, nhiều ý kiến tại Armenia lo ngại rằng Nga có thể trừng phạt Armenia thông qua Azerbaijan. Tuy nhiên, theo quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, những hành động của Baku trong vài năm qua cho thấy họ không hẳn đi theo sự dẫn dắt của Moscow. Chuyển sang diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh xung đột đang gia tăng, giới phân tích cũng cho rằng Mỹ cần tìm mọi cách để vừa chấm dứt được cuộc xung đột, vừa giữ được thể diện của mình trước Nga. Hãng tin Nga RIA Novosti có bài bình luận cho biết, trước kết cục chiến thắng rõ ràng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine, có một cảm giác rõ ràng rằng sự hỗn loạn đang ngự trị ở thủ đô các nước phương Tây, nó đã chuyển từ kinh ngạc thành hoảng loạn. Một câu hỏi treo lơ lửng trong im lặng của ấn phẩm Mỹ Politico có tựa đề, tại sao phương Tây đánh mất Ukraine? Với câu hỏi không lời đáp là, làm thế nào mà phương Tây, với các tàu sân bay và tiềm năng kinh tế tổng hợp 60.000 tỷ đô la Mỹ, vượt trội hơn tổng GDP của Trung Quốc, Nga và Iran cộng lại, đã không thắng nổi một quốc gia hậu Xô Viết đang suy thoái và cuối cùng phải quỳ gối trước ông Putin. Mạng lưới phân tích chiến lược Network for Strategic Analysis, một tổ chức tư vấn chịu trách nhiệm về chiến lược cho Bộ Quốc phòng Canada gần đây đã công bố một báo cáo về chiến lược của phương Tây ở Ukraine. Lần đầu tiên trong những năm gần đây, đã có một tài liệu của phương Tây mô tả rõ ràng những lựa chọn mà giới lãnh đạo Mỹ và các đồng minh có trong tay và những gì mà phương Tây sở hữu. Theo đó, một chiến thắng quân sự cho Ukraine là điều cực kỳ khó xảy ra, ngay cả khi có sự hỗ trợ liên tục của phương Tây. Chiến thắng theo nghĩa giành lại lãnh thổ không còn được bàn đến nữa. Phía Nga đang có đà tiến thuận lợi và chưa có ý định dừng lại. Trong khi đó, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc và xung đột đang nảy sinh giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đồng minh. Trong bối cảnh đó, sự chia rẽ đang diễn ra ngày càng sâu sắc ở phương Tây khi số lượng người phản đối viện trợ cho Ukraine và yêu cầu chấm dứt xung đột ngày càng tăng. Phương Tây không còn có thể che đậy toàn bộ hành vi bòn rút viện trợ và tham nhũng của chính quyền Kiev. Trong khi Ukraine đang nhanh chóng cạn kiệt nguồn nhân lực và vũ khí, thì phương Tây dường như đang mất dần niềm tin vào chiến thắng của Ukraine và bắt đầu suy nghĩ về sự cần thiết về một thỏa thuận hòa bình với Nga, kể cả phải nhượng bộ lãnh thổ. Phương Tây sẽ thua trong cuộc xung đột tiêu hao trước Nga và các đồng minh. Họ đang muốn tạo điều kiện để chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng thời giữ thể diện của mình trước Nga. Nhà Trắng cũng đã tính toán sai sức mạnh của mình và vướng vào một cuộc xung đột không thể thắng. Do đó, họ phải thừa nhận sự cần thiết phải từ bỏ Ukraine, còn số phận của Ukraine có thể sẽ do các nước khác quyết định. Châu Âu sẽ buộc phải tuân theo bất kỳ quyết định nào của Hoa Kỳ. Với những phân tích và nhận định ở trên, căn cứ vào tình hình thực tế của xung đột Nga-Ukraine, chiến lược hợp lý duy nhất của Mỹ, EU và NATO là rút khỏi cuộc xung đột, để lại Ukraine với cái mớ hỗn độn mà chính phương Tây đã bày ra ở nước này.
Ngày 14 tháng 3, Ban Quản lý Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhia cáo buộc lực lượng Ukraine đã thả một quả bom gần các thùng chứa dầu diesel đặt tại cơ sở này. Theo đài RT của Nga, trong một video đăng tải trên mạng xã hội, ông Yuri Chernuk, giám đốc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã chỉ vào một miệng hố trên mặt đất mà ông cho rằng được tạo ra bởi một thiết bị nổ thả từ máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy Zaporizhia được trang bị các máy phát điện diesel dự phòng sẽ hoạt động khi nguồn điện từ lưới điện bị cắt. Các thiết bị trong nhà máy cũng cần được cấp điện liên tục để đảm bảo vận hành an toàn, ngay cả khi các lò phản ứng hạt nhân không hoạt động. Nhưng kể từ khi xung đột nổ ra, tình trạng mất điện thường xuyên xảy ra ở địa điểm này. Ông Chernuk giải thích, việc phá hủy những thùng chứa hoặc rò rỉ nhiên liệu không chỉ gây ra hỏa hoạn mà còn dẫn đến thất thoát đáng kể lượng dầu diesel dự trữ. Do đó, khả năng sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp của nhà máy sẽ bị giảm đi rất nhiều. Một nguồn tin giấu tên cho rằng vụ đánh bom này là một phần trong chiến thuật đe dọa của Ukraine. Ông Chernuk nhấn mạnh, các lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, Cơ quan Giám sát Hạt nhân của Liên Hợp Quốc, luân phiên quan sát viên đóng quân ở đây. Tổ chức này nói với truyền thông Nga rằng họ đã biết về vụ việc nhưng không đưa ra bình luận gì thêm. Sau vụ việc, tình hình ở thành phố Energoda, nơi đặt nhà máy điện Zaporizhia đã ổn định. Phía Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên. Trong diễn biến liên quan, ông Ivacheslav Glapkov, thống đốc vùng biên giới Belgorod của Nga cho biết một dân thường đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực này. Ông tiết lộ thêm rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không gần thành phố. Thống đốc Glapkov nói và cho hay xe cứu thương đã được điều động tới hiện trường vụ việc. Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 8 mục tiêu trên không trên bầu trời Belgorod và quận Belgorod. Theo thông tin ban đầu, lái xe ô tô du lịch đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ngoài ra, 2 phụ nữ bị thương và 1 người đàn ông đang cần trợ giúp y tế khẩn cấp. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị khi tìm cách xâm nhập vùng Belgorod của Nga nhưng bất thành. Thông tin trên do Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3. Cụ thể, nhóm binh sĩ Ukraine đã vượt qua biên giới Nga và đang di chuyển về phía làng Spoda Rusino thì bị máy bay và pháo tấn công. Nga thông báo Ukraine đã mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe rà mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Theo mô tả trong bài đăng trên mạng xã hội, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa TOS để tấn công một nhóm binh sĩ Ukraine. Đây là hệ thống phóng đa nòng, sử dụng đạn nhiệt áp, được dùng để tấn công binh sĩ trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố đoạn video về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine. Trong vòng 24 giờ, tỉnh Belgorod cũng đã phải hứng chịu hơn 300 vụ pháo kích của Ukraine, ảnh hưởng đến thành phố Belgorod và 16 khu vực. Đây là mức kỷ lục mới, vượt đáng kể số vụ tấn công trung bình hàng ngày trước đây là nhằm vào từ 3 đến 7 khu vực. Theo hãng thông tấn Kurinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết, chỉ tính trong ngày 14 tháng 3, các lực lượng Nga tổng cộng 14 lần nã tên lửa, 103 lần không kích, 45 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt có tên viết tắt là MLRS vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư. Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều khu chung cư, hộ gia đình và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Tổng cộng có 68 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày này. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Silvertina và Slobozhanchina, miền đông Ukraine, quân đội Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod giáp với Ukraine. Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv bị tấn công. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 57 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các thành phố chủ lực Liman, Bakhmut, Adiivka và Novopavlivka trong ngày qua. Tại tỉnh Zaporizhia, quân trên bộ của Nga 6 lần tấn công các vị trí của Ukraine tại làng Robotin và phía tây làng Bervov. Khoảng 20 khu định cư ở khu vực này nằm dưới hỏa lực pháo binh và súng cối của quân đội Nga. Tại tỉnh Kherson, quân đội Nga cố gắng tấn công các vị trí của quân đội Ukraine nhưng không thành công. Các lực lượng Moscow nã pháo binh và súng cối vào khoảng 20 khu định cư ở Kherson, Lviv, Ivanivka, Sadov, Olivka và Mykolaivka. Theo Kurinform, Nga mở thêm một trục tấn công mới ở làng Vrinivki thuộc thành phố Orykiv, Zaporizhia. Theo hãng thông tấn TASS, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod, Nga,
ông Ivacheslav Glapkov cho biết rằng các lực lượng Ukraine đã triển khai loạt máy bay không người lái UAV tấn công tỉnh Belgorod vào sáng ngày 14 tháng 3. Đòn tấn công của Kiev khiến một người thiệt mạng, 12 người bị thương, có 2 người trong đó đang nguy kịch, một cơ sở y tế, 8 chung cư, 14 nhà dân và 53 ô tô bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề. Ở chiều đối diện, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Moscow trong ngày qua ngăn chặn một nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập vào khu vực biên giới của Nga thông qua khu định cư Spata-Gudyano ở Belgorod. Trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất tới 195 binh sĩ và một lượng lớn trang thiết bị trong nỗ lực bất thành nhằm tiến vào vùng Belgorod của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm binh sĩ Ukraine đã bị máy bay và pháo binh tấn công khi vượt qua biên giới Nga và di chuyển về phía làng Spada-Gudyano. Moscow tuyên bố Kiev mất 5 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe ràm mìn UR-77 và 3 xe công binh quân sự. Trước đó, 3 đội dân quân do Kiev hậu thuẫn được trang bị vũ khí hạng nặng đã tìm cách tiến vào khu vực Kursk và Belgorod của Nga. Trong cuộc tấn công này, Nga cho biết phía Ukraine đã mất hơn 230 binh sĩ, 7 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh Bradley và 2 xe bọc thép chở quân. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên của Ukraine vào các khu vực biên giới Nga kể từ năm 2023.